Xin chào mừng cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh Quỳnh Mai TV. Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay mình ra vườn để chia sẻ với các bạn là đây là dàn nho của mình. Nó có hoa và bây giờ nó đã đậu trái rồi nha các bạn. Thì các bạn nhìn thấy những chùm nho của mình là nó đậu trái rất là nhiều luôn nha. Đây. Rất là nhiều trái và năm nay dàn nho của mình nó bò ra rất là rộng luôn các bạn. Các bạn nhìn thấy chỗ nào cũng có trái hết. Thì theo như những người trồng nho mà đi trước mình chia sẻ thì nói mình phải tỉa bớt, chứ nếu mà mình để nó nhiều như vậy thì cái trái nho không có được lớn nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tỉa nó nha. Những cái nhánh nào mà mình thấy là nó dư thừa thì mình sẽ cắt bớt. Và những cái chùm nho nào mà nó dài quá, mình thấy cái số lượng trái của nó đó nhiều thì mình phải cắt bỏ các bạn. Chứ mà mình để nó dài quá thì cái trái của nó không có lớn được nha. Rồi những cái nhánh nào mà nó như nhánh tẻ đó thì mình phải cắt bỏ đó. Thì cái dây nho này của mình á, được 2 năm rồi các bạn, mà bây giờ nó đã bò ra rất là nhiều luôn. Đây các bạn nhìn xem trái của nó, mình tưởng trời mưa nhiều quá không có đậu, mà ai dè là nó đậu trái rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tỉa bớt bằng cách mình cắt phân nửa cái chùm nho các bạn. Mình chỉ để lại phân nửa chùm thôi, để cho nó nuôi trái cho lớn. Rồi khi mà cái trái lớn cỡ bằng ngón tay út rồi thì mình lại tỉa trái lại một lần nữa các bạn. Đó. Thì thí dụ như cái chùm này nè, nó dài như vậy mà mình thấy mấy cái trái ở phía trên cuốn á, thì nó to. Còn những cái trái mà ở phía dưới nó nhỏ hơn thì mình cắt bỏ. Rồi những chùm kế bên nữa, như một nhánh mình chỉ để tối đa là một chùm thôi các bạn, chứ mình không có để nhiều nha. Thì đây là cái chùm nho phía trên, các bạn nhìn thấy là cái trái của nó rất là lớn ha, mà càng xuống dưới thì nó càng nhỏ, nên mình cắt bỏ bớt ở phía dưới nè các bạn. Đó. Mình cắt ở dưới bỏ. Đó, rớt xuống rồi. Rồi cái chùm nho còn lại toàn là trái lớn không nha các bạn. Rồi khi mà cái trái nho này nó cỡ đầu ngón tay út, mình lại tỉa bỏ những cái trái nhỏ, chỉ chọn những cái trái lớn để lại thôi các bạn. Còn về nhánh thì năm đầu tiên thì mình đã có chia sẻ với các bạn về cắt nhánh rồi. Thì năm nay mình những cái nhánh nào mà nó mới bò ra đó là mình cắt bỏ, mình không có để lại nha. Đó, chùm nho này ở phía trên nó nuôi trái trên nhỏ lớn rồi, còn phía dưới thì trái nó nhỏ nên mình phải cắt bỏ ở phía dưới nè. Đó. Rồi còn một chùm ở trên là nó to. Mình đây mình cắt tỉa bỏ bớt nè các bạn. Cái trái nó cũng lớn rồi nhưng mà thôi, ở phía dưới nhỏ hơn để cái dây nó nuôi những cái trái ở trên to nè các bạn. Đó. Thì bây giờ còn cái chùm nho nào mà nó cái chất bổ nó chưa đi tới, nó chưa có trái thì mình cắt bỏ luôn nguyên chùm các bạn. Thí dụ như cái chùm này,
các bạn nhìn thấy cái trái nó nhỏ hết, nhưng mà kế bên nó thì có hai cái chùm to, thì mình phải hy sinh cái chùm nhỏ này các bạn. Đó, cắt bỏ, cắt tỉa như vậy thì mình đi cắt tỉa nhiều lần lắm các bạn. Cứ đi hãy thấy cái chùm nào mà nó cản trở cho chùm kế bên á thì mình cắt tỉa hết. Đây, giống như là cài cái chùm này các bạn nhìn thấy nó tuy là có trái nhưng mà cũng không có tốt. Kế bên nó thì có hai cái chùm khác. Đó, mình thấy cái chùm này tệ quá thôi mình cắt cho nó xuống luôn. Đó. Đó, như cái chùm này các bạn thì mình cũng cắt bỏ luôn. Trong một cái nhánh nho đó mình chỉ lựa cái nhánh nào mà có trái lớn nhất là mình để lại thôi, còn riêng là mình cắt bỏ hết. Đó. Cắt bỏ hết cái nhánh nào mà có trái nhiều mà to thì mình để, còn cái nhánh nào mà trái lưa thưa thì mình cắt bỏ các bạn. Rồi sau đó nó lớn lên mình lại cắt một lần nữa. Đó. Cắt bỏ hết. Tuy rằng mình cắt bỏ mình cũng tiếc, nhưng mà nếu mình tiếc thì toàn thể dây nho mình toàn là trái nhỏ hết các bạn. Đó. Như cái chùm này thì các bạn nhìn thấy trái nó to không? Rồi những cái chùm này thì cái trái nó nhỏ nên mình phải cắt bỏ. Còn như cái nhánh này các bạn, nó mọc từ cái hông ra mà nó cũng có cái chùm bông nè, mình cắt bỏ luôn. Đó. Nghĩa là mình trồng nho là mình cắt bỏ nhiều lắm các bạn. Nếu mình tiếc á, mình để lại thì mình sẽ không có thu hoạch gì hết các bạn. Đó, đây. Như cái nhánh này. Cái nhánh phụ nè, mà nó lòng thòng xuống. Mình cắt nguyên cái nhánh mình bỏ các bạn. Nếu mình để lại, mình tiếc để lại thì mình cũng không có được ăn trái gì hết. Đó. Nghĩa là trồng nho là tối ngày mình phải coi nó như thế nào, rồi mình cắt tỉa bỏ bớt. Đó. Có chùm nó ra hoa nhưng mà nó còn nhỏ này, nó chưa có đậu trái nhưng mà nó ở cái nhánh phụ đó, nên mình cũng cắt nguyên cái nhánh phụ mình bỏ, nghĩa là mình bỏ luôn mấy chùm nho luôn. Nghĩa là mình một nhánh nó ra như thế này nè các bạn, như chỗ này nè, một nhánh nó ra như thế này chỉ để lại một chùm nho thôi. Nghĩa là cái chùm này nè, cái trái nó to, các bạn nhìn thấy nó đậu trái nó to. Trái nó như thế này khi lớn thì nó khít lại nha các bạn. Đó, bề dài của cái chùm nho cỡ hiện tại thì cỡ chừng 2 tấc. Đó, từ trên xuống dưới. Nhưng mà mình cắt cái đốt dưới nè. Để dành nó nuôi cái trái ở phía trên. Đó. Rồi vài bữa trái ở trên nó lớn lên thì mình chọn cái trái nhỏ mình cắt. Đó. Thì đây là toàn là những cái nhánh phụ thôi, mình cắt bỏ hết. Đó các bạn. Các bạn nhìn thấy dây nho mình nay trái thì mê không? Nho này là nho đỏ nha các bạn. Nho đỏ mà trái lớn. Đó các bạn nhìn xem. Những cái chùm lớn như thế này mình cũng cắt bỏ phân nửa nha. Để cho mình ăn được những cái trái lớn các bạn. Đó, mình cắt hết.
thì mình sẽ quay cho các bạn xem hết cái vàng nho mình nha. Rất là mê luôn. Thời gian để dành ra để cắt tỉa nho đó các bạn thì cỡ 1 tiếng 2 tiếng, mà mình quay cho các bạn chỉ có vài phút, tại vì thì cũng động tác cắt tỉa vậy thôi. Chùm nào mà dài thì mình cắt ngắn lại, mình chỉ để những cái trái to ở trên, còn cái dưới đọt thì mình lại cắt bỏ nó cho trái nó phát triển lên. Rồi khi nó phát triển lên thì mình lại lựa những trái nhỏ mình cắt bỏ nữa lần nữa. Cuối cùng cái chùm nho của mình nó chỉ còn lại vài chục trái mà nó to các bạn. Đó, các bạn nhìn xem, đó là trái đặc lưu luôn. Vậy trái nho nó không có rụng nha các bạn. Mình không cắt tỉa thì nó vẫn phát triển, nhưng mà cái trái nó sẽ nhỏ lại nha. Nhỏ lại cỡ đầu ngón tay trỏ vậy thì mình cũng không có ăn được. Nên mình bây giờ, hiện tại giờ thì mình phải cắt tỉa để cho cái trái nó lớn lên. Rồi ngoài ra Quỳnh Mai còn bón phân cá nữa nha. Mình bón đủ loại phân hết để cho nó phát triển nha. Một tuần mình tưới phân cá một lần nha. Đây, chỉ có hai cây nho mà quá trời trái luôn các bạn. Đó, những cái nhánh phụ như là đây, đây nhánh phụ mà nó ở dưới gốc nè, các bạn nhìn thấy nó ở dưới gốc, nó có bông, có trái như thế này, mình cũng phải cắt bỏ các bạn. Đó, nhiều quá nó không thể có sức nào mà nó nuôi hết các bạn. Đó, như cái chùm này nó cũng có trái vậy, nó cũng đậu, nhưng mà mình phải cắt thôi. Không có tiếc. Đó, không có tiếc, nếu mình tiếc thì mình không có ăn hết, không có nho để ăn. Như cái nhánh phụ này ra nè, mà nó có một nhánh trái thôi, nhưng mà mình cũng phải cắt. Đó, cắt rớt xuống dưới. Rồi mình cũng phải cắt tỉa bớt lá nè các bạn. Nè, như cái bông này nè, nó chưa có, nó cũng đậu trái lai rai rồi, cái trái nó chưa có lớn các bạn, nhưng mà mình cũng phải cắt bỏ. Đó, vậy thì hôm nay Quỳnh Mai ra vườn để chia sẻ với các bạn là hai cây nho của mình đầu mùa xuân nó đã có bông rất là nhiều và cho trái rất là nhiều, nhưng mà để được có nho ăn thì mình phải cắt tỉa bỏ bớt một nhánh phụ, thì mình chỉ giữ lại một cái chùm trái, một chùm trái để cho nó phát triển thôi các bạn. Và cái chùm trái đó mình cũng cắt cái chót ở dưới, để lại chừng 20-30 trái ở trên thôi. Đó, thì đây là theo kinh nghiệm của mình. Với lại mình cũng hỏi nhà vườn phải làm sao, chăm sóc làm sao, thì họ bày như vậy thì mình làm như vậy các bạn. Đó, các bạn thấy chỗ này có chút xíu nhánh mà nó ra tới 5-6 chùm nho, nếu mình để thì nó không có sức để nuôi nên mình cũng phải cắt bỏ các bạn. Đó, thì hôm nay Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn cách cắt tỉa những cái trái nho không cần thiết để
mình có những cái trái nho lớn để ăn nha. Nếu không có cắt tỉa như vậy, không có cắt tỉa nhánh lá rồi trái thì mình sẽ không có trái để ăn các bạn. Rồi cách bón phân thì Quỳnh Mai cũng cho phân cá, rồi cho phân phân bò, rồi nếu cưng hơn nữa thì cho phân trùng nha các bạn. Đó thì mình chỉ có mấy loại phân đó để chia sẻ với các bạn. Đó, đây là một nhánh có trái lớn rồi đó. Rồi mình cũng phải cắt ở dưới cái chốt này nè, cắt bỏ để nuôi những cái trái lớn ở phía trên. Độ chừng 20-30 trái thôi, còn nhiều quá thì nó không có nuôi nổi nha, tại vì nguyên nguyên cái dây nho đó nó nuôi biết bao nhiêu chùm nho các bạn, nên mình kêu cắt bỏ bớt, chỉ chừa lại chừng 20 chùm thôi các bạn, một dây nho đó. Thì mình hai dây thì mình chừng 40 chùm là được rồi các bạn, để nhiều quá là mình không có ăn đó nha, nhiều quá thì nó sẽ trái nó nhỏ xíu luôn và nó nhỏ vậy vĩnh viễn luôn tới khi chín đó các bạn. Mà khi chín vậy thì nó không, cái trái nho nó có chút xíu, nó không có ruột không có gì hết thì mình ăn không được, nên bắt buộc là mình phải cắt bỏ như vậy đó. Vậy thì video hôm nay tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Ủng hộ Mai đăng ký, chia sẻ để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn với các bạn video kỳ sau.